Chào các bạn, hôm nay mình đang có mặt tại Viện Văn hóa Hàn ASEAN và có một điều chắc các bạn rất là tò mò, không biết người nước ngoài nghĩ như thế nào về Việt Nam tụi mình. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nha, let's go! Ở đây chính là Viện Văn hóa Hàn ASEAN thành lập năm 2017, là nơi đồng hành và kết nối văn hóa giữa Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á trong suốt 50 năm hợp tác và phát triển, là nơi triển lãm rất là đa dạng các văn hóa, hiện vật lịch sử các quốc gia Đông Nam Á. Ngoài ra còn có các buổi công diễn và chiếu phim ảnh nghệ thuật các nước. Nơi đây còn phát triển các tài liệu nghiên cứu, trải nghiệm văn hóa các nước, nằm nâng cao nhận thức hiểu biết của mọi người về mối quan hệ Hàn ASEAN. Và các bạn có thể thấy ở đây trưng bày và triển lãm rất nhiều những đồ vật đến từ các nước trên Đông Nam Á. Nếu có cơ hội các bạn hãy nhớ tới thử Viện Văn hóa ASEAN nằm ở Busan này nha. Hello các bạn, và bây giờ các bạn không biết là các bạn người nước ngoài nghĩ thế nào về Việt Nam tụi mình á. Thì bây giờ mình sẽ hỏi những các bạn nước ngoài ở ASEAN và những các bạn như thế này á, sẽ biết như thế nào về Việt Nam tụi mình nha. Đầu tiên, hello. Hi. Where are you from? I'm from Brunei. Brunei? Yes. 저는 대한민국에서 왔습니다. 대한민국. I'm from Malaysia. Malaysia. Yeah. 한국에서 왔어요. I'm from Indonesia actually. Do you know Vietnam? Yes. Yes, I know Vietnam. Oh yeah, I have a lot of friends of Vietnam. 혹시 베트남 아세요? 네, 알아요. 네. The first thing you think when we talk about Vietnam? Vietnamese coffee. Traditional building and culture. Friendly. And also the food. 베트남 하면 저는 쌀국수? 쌀국수? 맛있죠. 이 지도 보시고 네. 베트남 어디 있어요? 괜찮아. 트러블. I'm not mistaken. Maybe Vietnam over here? Yeah, okay. Yeah. Maybe it's here? Yeah, this is Cambodia. 베트남. 트러블. 베트남 여기? 아, 여기 아니에요? 아니에요. 여기? 어 태국이에요. 태국이에요. 베트남 여기에요. Laos and Myanmar. Vietnam is here. Yeah. Actually, I do know Vietnam. Right. Yeah, yeah. Because I, like I said, I really wanted to go to Vietnam. Yeah. So yeah, it's this one. Right? Yeah, really good. Look at their picture and choose one. Where is Vietnam? The last one. Maybe the last one. First one. 여기요? 여기. 네. 모두 다 베트남이에요. Is it all three? 어디 베트남? 샀다. 샀다. 예, 감사합니다. 잘했어요. 요즘 한국에 베트남 사람들이 점점 많아지고 있는데 네. 혹시 어떻게 생각하세요? I think it's good that you know like Vietnam means friend. They're like really nice and they're always like happy to talk about their culture. So yes, man. Yeah. Yes, I am. Yeah. Yeah. Okay, so I think Vietnamese people friendly. 아무래도 문화 교류가 더욱더 활성화되어 가고 있기 때문에 오, 너무 좋은 것 같아요. Vietnamese people are very friendly. Yeah. They're very funny as well and they have a lot of energy, which I really like. Và bây giờ các bạn ơi, ở đây không chỉ có các bạn ASEAN và Hàn Quốc đâu mà ở đây còn có các anh chị người Việt Nam đại diện cho Việt Nam ở chương trình chúng ta ngày hôm nay. Chào chào. Và đầu tiên thì em xin mời hai anh chị giới thiệu chút xíu về mình nào. Mình tên là Nhi, hiện tại mình 21 tuổi và hiện tại mình là sinh viên năm 3 ở trường Kháng Sông. Mình tên là Quang, mình hiện tại 27 tuổi và mình đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường Đại học Hàn Giang. Xin chào mọi người, mình là Bảo và hiện tại mình đang học tiến sĩ ngành chính sách công ở trường KDI của Hàn Quốc. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Đức Việt, mình đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở trường Đại học Song Quan Hàn Quốc. Wow. Thì lý do tại sao hôm nay mọi người có mặt ở đây vậy ạ? Thì bọn em được đi một chuyến dã ngoại, đi tham quan tới tòa nhà ASEAN, văn hóa ASEAN ở Hàn Quốc. Thực ra chương trình ngày hôm nay theo mình là một cơ hội rất tốt để cho những người trẻ có thể chia sẻ những cái ý tưởng và những cái quan điểm của mình về những cái chính sách liên quan đến phát triển kinh tế, đặc biệt là chuyển đổi số và phát triển kinh tế bền vững trong tương lai, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN và Hàn Quốc. Bọn em học hỏi thêm về mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc và về các văn hóa của các đất nước thuộc khối Đông Nam Á. Thế thì anh có thể cho em biết chút xíu về diễn đàn này là diễn đàn như thế nào không ạ? Diễn đàn hội nghị năm nay được đặt tên là Hội nghị Thanh niên Kinh tế ASEAN Hàn Quốc, hay tên tiếng Anh là ASEAN Korea Economic Forum. Diễn đàn ngày hôm nay là diễn đàn về kinh tế của giữa các nước ASEAN và Hàn Quốc, tập trung vào hai vấn đề chính. Đầu tiên là vấn đề về kinh tế số, cái thứ hai là vấn đề về thành phố thông minh. Và
diễn đàn này thì nhằm mục đích là tìm ra những cái cơ hội hợp tác giữa Hàn Quốc cũng như là các nước ASEAN. Và câu hỏi cuối cùng là hai anh nghĩ như thế nào về triển vọng phát triển giữa mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam? Như mọi người cũng biết thì Hàn Quốc và Việt Nam thì có mối quan hệ rất là gần gũi với nhau và có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Và năm nay cũng là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đặc biệt là cuối năm nay thì hy vọng là Hàn Quốc và Việt Nam sẽ ký được những thỏa thuận mới để nâng tầm quan hệ đối tác, không chỉ là đối tác toàn diện và cả về tình hữu nghị cũng như là sâu sắc hơn về tình bạn, và nhiều hợp tác mở rộng trên nhiều mặt như là hợp tác về kinh tế và văn hóa xã hội. Hello mọi người, thì hôm nay chúng mình có mặt ở đây là một buổi diễn đàn về kinh tế giữa các nước ASEAN và Hàn Quốc. Thì đêm hôm nay chúng mình sẽ có một buổi gọi là giao lưu văn hóa giữa các nước ASEAN và Hàn Quốc. Thì chúng mình là đại diện Team Việt Nam, còn có mấy bạn nữa cơ. Thì hôm nay chúng mình sẽ biểu diễn. Vậy thì bọn mình sẽ biểu diễn một trò chơi dân gian của Việt Nam. Còn mình thì chắc là sẽ hát bài Si Tình với cả một chị nữa. Đấy thì các bạn các nước khác còn có rất nhiều tiết mục đa dạng khác như kiểu hát hò này, nhảy này. Các bạn nhớ là xem nhí. Ok. Bọn mình sẽ đại diện cho Team Việt Nam hát Si Tình nữa. Si Tình luôn đấy à, ôi trời ơi, anh rất là đóng chờ tiết mục của em đó. Và cái vlog trải nghiệm một ngày cùng với các bạn của các nước ASEAN đến đây là kết thúc rồi. Và mình hy vọng là các bạn sẽ biết được thêm nhiều điều về những các bạn nước ngoài có suy nghĩ như thế nào ở Việt Nam. Và đặc biệt là qua những lời tâm sự cũng như là chia sẻ của các bạn Việt Nam trong vlog ngày hôm nay, để các bạn có thể biết được thêm là triển vọng phát triển giữa Hàn Quốc và Việt Nam sau này sẽ còn phát triển hơn như thế nào nữa nha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Anh nha. Hàn ASEAN 경제 포럼 파이팅.